Chào các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2. Trong tập trước mình đã xây được một cái nhà kho ở đằng sau. Đấy. Và ngày hôm nay mình dự định sẽ bắt mấy anh dân làng về ở chung các bạn. Để sắp tới mình cần cuốn sách Mending đấy, tại nhiều bạn nói là lấy dân làng về, bắt dân làng về để đổi nó sẽ dễ ra sách Mending hơn ấy. Đấy, cho nên hôm nay mình dự định là sẽ đi bắt mấy anh dân làng ở ngôi làng tập trước mình tìm được ấy. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái thuyền rồi bong bển rước mấy ảnh về thôi các bạn à. Tại không có cách khác để dắt mấy ảnh về ấy. Đi bằng cổng địa ngục thì mình thấy nó hơi chán cho nên cứ lấy thuyền rồi chở mấy anh về thôi. Đó. Ok, giờ mình cắt xương bọng người vô này. Có nhiều bạn nói kêu mình làm tập dài ấy. À, tại vì có nhiều đoạn mình không có nói chuyện các bạn. Đấy, cho nên mình phải cắt ra bớt các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ tập nói chuyện nhiều hơn để đỡ cắt cho các bạn xem nha. À, bây giờ đi về xéo về hướng bên đây nè các bạn. Đấy, giờ đặt cái thuyền xuống. Đó. Sau này chắc mình xây một cái căn cứ ở biển này các bạn à. Đấy. Không biết có xây được không, tại vì cần khá là nhiều kính để mình ốp ở phía trên đây. Đó, mà mình thì không tìm được cái khu sa mạc các bạn, gần đây chỉ có khu băng thôi. Cho nên làm cái đó chắc cũng hơi khó đấy, nhưng mà không sao đâu. Sau này mình sẽ tìm một cái biome sa mạc ấy. Đấy, tới lúc đó mình sẽ lấy hết các chỗ đó về rồi làm căn cứ ở dưới biển cho các bạn xem nha. Không rằng mình chưa qua dùng bên đây luôn này. Đấy, không biết có cái thuyền bị đắm nào không nữa. Để lấy thêm cái bản đồ kho báu trong bụi các bạn. À, chỗ đó vừa không mình đi rồi các bạn. Để xem. Thông thường thì ở dưới này nó rất là dễ có, dưới biển nó dễ có mấy cái thuyền bị đắm lắm các bạn. Hãy đi một xíu là gặp thôi. Ở dưới có cái công trình kìa, để mình xuống dưới chơi luôn các bạn. Nhiều khi có mấy con zombie cầm đinh ba ấy. Để mình tìm cây đinh ba nữa. Ở đây không có rồi. Ok, xuống đây cái này. Để lấy oxy các bạn. Đó. Hơi bị đông nha. hơi tối rồi, mình quên đem đuốc nữa các bạn. Đấy. Anh hết đi. Nhiều khi nó rơi ra đinh ba các bạn. Mặc dù tỷ lệ hơi ít nhưng mà không sao đâu. Lỡ may mắn nó vẫn ra bình thường ấy. Cầm đuốc lên cho các bạn dễ nhìn nha. Đánh ở dưới nước mà có cây kiếm mặt lùi hơi khó chịu các bạn. Mày còn con cuối này. Có vẻ không ra các bạn à. Rồi giờ đào con này ra để lấy cái rương thôi các bạn. Ở dưới đây nó sẽ có rương ấy. Ở đây này. Mũ vàng chắc không cần, lấy than thôi. Lấy than để làm đốt các bạn. Lẹ. Ái da. No. Rồi ăn vô đầy oxy rồi mình đi lên các bạn. Có vẻ ở chỗ này không có đinh ba các bạn. Đánh mấy con này khó ra quá. Không biết tới tập thứ mấy mình mới có đinh ba nữa. Nhưng mà không sao đâu. Rồi. Hồi nãy mình đi hướng nào ta? Hình như quay ngược gì mới đúng nè các bạn. Ok, đi thẳng thôi. Ở dưới còn mấy cái nữa kìa, nhưng mà bây giờ mình chỉ cần tìm cái thuyền các bạn, thuyền thì độ sẽ ngon ấy. Ở đây có cái bản đồ này. Nhưng mà để tí khám phá các bạn. Giờ đi qua khu làng cái trước cái đã. Để mình bắt anh dân làng vậy. Bắt hai anh thôi. Ba anh chứ, ba anh mới làm được cái máy farm dân làng các bạn. Rồi. Hình như vượt qua cái khu băng này là tới nè các bạn. Rồi ok, mình đã tới chỗ của mấy anh dân làng các bạn. Đấy, chắc mình bắt mấy anh nông dân vậy để cho mấy ảnh thu hoạch lúa rồi đẻ con ấy. Đó, không biết nó có hoạt động không các bạn. Ok, giờ đi vô thăm mấy anh ơi thôi. Bữa hôm mình có ghé qua một lần các bạn. Đấy, trong đây thì không có mấy anh dân làng đổi sách mending các bạn. Phải đợi cho mấy ảnh kiểu như reset rồi đấy. Anh này đổi giáp này. Kiếm anh nông dân thôi. Cái anh đó đổi thịt zombie kìa. Đấy, hai anh luôn. Anh này đổi gì đây? Bản đồ. Sao ta? Anh này đổi gì? Đổi giáp. Mình cần mấy anh nông dân các bạn. Linh mục này, đổi 38 thịt ha. Để coi anh nào đổi tiết kiệm nhất mình sẽ đổi nha các bạn. Sẽ bắt về chứ.
Ồ, anh này có giờ ổn này, bắt anh này về trước đi. Ơ, ô cái thuyền đâu rồi? Ồ, chắc lại bị lỗi các bạn. Ok các bạn, đợi mình vào game lại nha. Game đang bị lỗi các bạn. Ok, mình đã vào lại game rồi đây. Phải thật. Tại Minecraft bản 1.13.2 này còn khá là nhiều lỗi các bạn. Rồi. Lấy cái đuốc xuống đây. Đi xuống. Đặt ở đây không được à? What the? Rồi đi xuống anh ơi. Ồ, không chịu ngồi à? What? Nhớ trước ngồi được mà ta. Rồi ngồi đây. Đấy, rồi giờ mình nhầm chở anh về thôi các bạn. Đấy. Rồi giờ tìm đường nào dễ nhất rồi đi thôi. Ở đây có đường này. Rồi ok, giờ mình sẽ chở anh dân làng này về thôi các bạn. Tạm thời bắt trước một anh đi. Đấy, một tí mình sẽ quay lại mình chờ bắt thêm một hai anh nữa. Thì cần ba anh mới làm được cái farm dân làng các bạn. Ok, cảm ơn, mình đã gần về tới nhà rồi. Đấy. Và có mấy bạn trẻ Lộc là có thể cho con rùa ăn cái này nè các bạn. Cái tao hẹ này. Đấy, để có gì Lộc thử rồi. Đấy, tại vì Lộc cần cái mũ rùa các bạn. Đấy, cho nên mấy bạn nào mà biết cách để cho con rùa nó đẻ trứng này nhớ comment chỉ Lộc nha, tại vì Lộc không biết sao để có trứng của con rùa nữa. Tại vì các bạn kia chỉ là con rùa khi lớn lên ấy, từ cái trứng nó nở ra nó sẽ có một cái gì, cái vải gì ấy, lấy cái vải đó mới làm được cái mũ cơ mà. Đấy, mà Lộc không biết kiếm trứng rùa đâu cơ. Rồi giờ sao ta, anh dân làng này làm sao giờ? Chắc phải lấy đường gây ra đưa anh vô nhà các bạn, để ở ngoài zombie đánh anh ấy. Rồi giờ ngủ cái đây. Đấy, vừa tối là ngủ liền các bạn, để không thôi zombie đánh mấy ảnh là anh thành zombie dân làng này khổ thân nữa. Rồi giờ vô lấy cái đường gây đưa anh vô nhà mình ở luôn các bạn. Đấy. Rồi ok, mình đã trở lại ngôi làng rồi đây. Đấy, một tí mình sẽ lấy một ít cái mầm gỗ cái đó người ta, gỗ sim gai vậy các bạn à. Đấy, tại mình chưa có cái mầm gỗ đó nữa. Đấy, tí mình sẽ ghé quan bển mình lấy ít cái mầm về để trồng các bạn. Đấy, gỗ đó cũng để trang trí khá đẹp. Đấy, ok, giờ bắt thêm anh dân làng thôi. Mình đang tìm cái anh nông dân các bạn. Mà mình nhìn nghía nãy giờ mình không thấy thôi. Hai anh đang nhìn nhau kìa. Ồ. Không có anh nông dân nha. Cái làng này không có farmer à? What? Bác này thì đổi thịt. Bác này thú thương này. Mà mình không có đồ để trai giống các bạn à. Này thì làm giáp hả? Vũ khí. Vũ khí ha. À, anh này đó gì đây? À không, đây không có. Cái này làm gì đây? Làm giáp hả? Vũ khí. Sao nhờ? Để mình đi hết cái làng này coi có nông dân không các bạn. Không có. Ô, đừng nói cái làng này không có nông dân nha. Không, mình không biết mấy anh dân làng này có thu hoạch lúa không nữa các bạn. Căng nhờ. Ok, tạm thời chắc mình bắt cái anh làm giáp vậy đi. Vũ khí làm giáp ha. Vũ khí để coi còn anh thợ công cụ không các bạn. Vũ khí nữa này. Ô, anh này ghẻ hơn này, bắt anh này về đi. Vũ khí thì chỉ làm kiếm thôi, mình cần cái anh làm thợ công anh công cụ cơ. Ngôi làng này nghèo quá, kệ sao đâu, bắt anh về đi. Chạy đâu anh ơi. Nghe bắt anh cái anh sợ anh chạy các bạn à. Rồi giờ đẩy anh ra ngoài mới đưa anh về được. Giờ phải dụ anh lên đây mới được nè. Đi lên anh ơi. Giờ đưa anh này giống được rồi, nó khó quá. Rồi vẽ bản đồ cũng thường kệ, tạm thời đưa anh này về đi. Dạ. Bây giờ hơi khó nên đưa mấy anh vô thiền các bạn à. Rồi được, ok tí thôi. Đấy, đưa anh này là được hai anh rồi các bạn à. Giờ mình cần thêm một anh nữa. Đấy, giờ mình đưa anh này về trước đi. Đấy,
hẹn gặp lại các bạn khi mình đưa anh dân làng này về nhà nha. Ok, cảm ơn. Bây giờ mình đã đưa anh này về tới nhà rồi, nhưng mà trời cũng tối luôn rồi. Chắc lên bờ rồi ngủ cái đã các bạn. Để công tôi dùng pin lấy spawn cái. Ok, lên bờ ngủ. Đấy. Cái anh dân làng này là tổ thương nên sẽ có tỷ lệ ra sát mending cơ mà. Đấy. Ok, giờ đưa anh vô cái chỗ để anh nên ở thôi. Đấy. Rồi, bây giờ mình phải làm thêm một cái xe mỏ nữa cơ mà. Đấy, hai cái luôn, tại tí còn anh nữa mà. Rồi, lên anh ơi. Lên, vô. Vô. À. Rồi, được hai anh rồi. Đấy. Đập ra. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên kia bắt nốt anh còn lại các bạn. Rồi, ok, let's go. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt cái anh này về luôn các bạn. Mình không biết có hoạt động với anh này không nữa, nhưng mà không sao đâu. Bắt về đi các bạn. Khi, nếu nó không hoạt động thì mình sẽ tìm ngôi làng khác thôi chứ sao giờ. Đấy. Tại vì cái làng này nó không có mấy ông nông dân các bạn. Nguyên cái làng một đống ruộng mà chả thấy ông nông dân hết, toàn là giết mổ, thợ rèn, rồi thủ thư, linh mục các kiểu thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đưa anh dân làng này về rồi làm công việc khác nha các bạn. Ok, cảm ơn. Bây giờ mình đã đưa anh dân làng cuối cùng này về rồi. Đấy, giờ mình sẽ tạm thời cho anh vào trong đó chung với hai anh kia các bạn. Rồi, lên anh ơi. Rồi. Đập cái thuyền ra. Rồi, leo lên xe đi. Đi anh ơi. Rồi, ok. Đấy. Quên đặt đường ray sẵn nữa. Đấy. Hơi khó đặt các bạn, nhưng mà không sao đâu, đặt được rồi. Đó, nhốt lại. Không, tạm thời là để anh trong đây chứ không phải nhốt các bạn. Tạm thời để thôi, chứ mình không có nhốt đâu. Yên tâm, mình sẽ cho mấy anh một nơi ở khác an toàn hơn. Đấy, tạm thời cho anh ở ngoài trời đi các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống địa ngục hoặc là bắt rùa thôi các bạn. Chỉ có hai công việc đó thôi. Ok, giờ mình cắt mấy cái đồ lên tan tinh này trước đã. Ừ, mình cũng có lấy được ba cái mầm gỗ sim ga này các bạn. Đấy, ít bữa nữa mình sẽ trồng để nhân giống lên đây. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ dọn đồ cái đã. Rồi, ok, mình đã cắt đồ xong rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên kia để bắt rùa các bạn. Đấy, tạm thời mình bắt gì nó trước đi. Bắt nó về trước đi các bạn. Đấy, rồi có gì các bạn nhớ chỉ lọc cách để lấy cái vải rùa vậy để làm cái mũ rùa. Lọc đang cần cái mũ rùa để khám phá đại dương các bạn. Chứ ngồi lặn dưới nước ấy, không có oxy, mất đặt cửa thì rất là phiền các bạn. Đấy. Rồi, nó đâu bên đây này. Bữa hôm lọc cặp một đống một đây. Đó. Không biết cầm cái táo bẹ nó có đi theo không nữa. Để lọc xuống biển lọc lấy thử cái nè. Hy vọng nó sẽ đi theo các bạn. Để lọc dắt nó về. Ủa đây con nữa nè. Con này sống con mình. hai cái thôi. Hy vọng là nó sẽ đi theo nha. Không chỗ ăn được các bạn. Hay là cái gông biển đó. Ok, để mình lấy cái gông biển thôi. Ở đâu ta? Ở đây có không? Ở đây có các bạn. Tao bẻ nó không ăn các mà. Vậy là như là cái này này. Cái này phải gông biển không? Nó không biết phải không? Có biển các bạn. Để thử có biển coi nó ăn không nha. À, có biển nó ăn nè các bạn. À, có gù con này. Hay nha. Hả? Rùa con đâu? Nè. Ủa phải không? Ủa rùa con rồi. What? Nãy lọc gặp rùa con mà. Ủa sao nó bơi ra ngoài ta? Vậy bây giờ làm sao để có mấy có cái vải rùa các bạn? Khó hiểu nha. Vì là nó ăn cỏ biển các bạn à. Cái nguyên liệu này thì khá là dễ rồi. Đấy. Mà không biết khi nào nó mới đẻ trứng ta. Ok, để mình thử mình cho nó ăn một lần nữa coi. Đó. Cỏ biển này. Có đi theo không? Có, hình như có đi theo các mà. Ồ, có đi theo.
Sao ta? Nó lên hết luôn nè, con kia từ xa cũng lại luôn. Con kia cũng lại kìa. Wow. Tính ra mấy con này thích coi biển các bạn. Rồi cho nó ăn đi. Rồi mình sẽ để coi nó có đẻ con không nha. Hình như nó không có đẻ con các mà. Nó chỉ lấy kinh nghiệm thôi. Nó chỉ cho kinh nghiệm thôi các mà, nó không có đẻ con ấy. Ủa con này làm gì đấy? Bây giờ nó lên bờ khá là chậm các bạn. Sao nhờ? Giờ muốn có cái cái làm gì cơ? Nó mới bự kìa các bạn, đó đó. Wow, nó đang làm gì ấy? Kìa nó bự. Trời. Kìa. Ao. Nó đang đào gì ấy? Không biết nó làm gì các bạn, để giờ xem nó làm gì nha. Ủa con này cũng vậy nè. Cái gì cơ? Nó đẻ dây. Lộc hiểu rồi, nó bơi để nó đẻ trứng các bạn. Ok, giờ mình sẽ che lại cái đó. Mình nghe nói mấy con zombie nó sẽ tấn công mấy cái trứng đó mà. Đấy, cho nên mình sẽ bảo vệ lại. Ok, bao bọc lại. Đó. Tạm thời cho con gùa này ở trong này luôn đi. Đấy. Bảo vệ những cái trứng quý giá các bạn. Không biết cái trứng này có thể đem về nhà được không nữa. Không sao đâu, tạm thời cho nó đây chung với cha mẹ nó đi. Về lại lấy sẵn đào. Wow. Để khỏi bị mấy con zombie đánh cái mà. Rồi. No, ở trong đây đi. Tạm thời mày ở trong đây đi, không được ra ngoài. Đấy. Ok chưa. Ở dưới đây có thể zombie nó đi vô được này. Rồi đó. Vậy không biết khi nào mới nở nha. Con này đi xuống đây ở dưới trứng của mày đi. Rồi mình sẽ vào lại để không cho mấy con gạch khác vào đánh nó các mà, mình sợ lắm. Rồi thì ra là cho nó ăn xong rồi nó mới làm đào ra nó đẻ các mà. Wow, hấp dẫn nha. Rồi mình sẽ lắp ở đây cho tự nhiên lại các bạn. Đấy. Cứ tưởng cái gì không, tự nhiên nó bư khí thế luôn. Đó. Vậy rồi ở trong mình sẽ cắm cái đuốc lên các bạn để cho có ánh sáng ấy. Đó. Mấy con này chắc nó cũng đi ra được bình thường các bạn, tại đây có cái lỗ này, nó có chừa lại này. Rồi, ok, như vậy là đại khái đã có chỗ để lấy trứng rồi các bạn. Không biết cái trứng này có đem về nhà được không nhỉ? Lộc muốn đem về nhà ấy. Mà không sao đâu, tạm thời cho nó chung với cha mẹ nó đi. Nó nhìn kìa. Ok, bây giờ mình sẽ đi về nhà rồi làm công việc tiếp theo nha. Ok các bạn ơi, mình đã AFK đây rất lâu rồi. Giờ farm thôi. Để lấy kinh nghiệm các bạn. Thấy nó chạy. Quá trời này. Không biết lên cấp mấy nữa. Cái này không biết lên cấp 38 nữa. Lập cần 38 level các bạn. Mới cấp 35 à. Ok, giờ đây AFK một lần nữa chắc đủ các bạn à. Ok, bây giờ nó đã max số lượng các bạn. Gớt con kia gớt mới chết đây. Phải không biết lên 38 được không nữa. Tại vì chỗ này khá là ít zombie các mà. Có vẻ không đủ rồi. Mới 37 thôi. 37 để coi. 4 món. Tăng 39 mới đủ các mà, 39 level mới đủ. Ok, giờ mình farm đủ 39 level rồi mình đi lên luôn nha. Ok, có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao mấy con zombie có thể đứng nhiều vào một ô như vậy. Thì mình đã chỉnh lại cái mắt mấy con mob mà ở trong một lốc thành không các bạn, để mình có thể farm được nhiều hơn ấy. Chứ một
có đa như được có hai mấy con hả các bạn à? Hai mấy hay ba mấy con vậy, khá là ít cho nên mình phải chỉnh lại về không các bạn. Ok, mình chỉ xin cái chip đó thôi nha. Ok, bây giờ chắc đi lên được rồi các bạn, 40 level rồi. Ok, bây giờ lên thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ quan bển và chế tạo nguyên một set kim cương các bạn. Thời khắc mong đợi từ hôm qua tới nay là đây. Mình đã đủ kinh nghiệm để enchant các bạn. Tại vì mình cần enchant tất cả các món luôn ấy. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chế tạo trước thôi, chế tạo mũ này. Rồi giày, ổ quần chứ. Mũ. Rồi tới áo này. Giày rồi tới áo. Đó, full giáp rồi. Mình vẫn còn hai mấy viên kim cương cho nên rất là thoải mái các bạn. Bảo vệ 4 này. Bảo vệ khỏi lửa này. Bảo vệ 4 này. Bảo vệ 4. Ok, chắc cái dòng bảo vệ 4 này mình sẽ enchant cái áo trước các bạn. Tại vì cái áo nó có khá là nhiều giáp này cho nên bảo vệ 4 cho cái áo trước nha. Boom. Ồ, không có dòng khác luôn các bạn. Kệ không sao đâu. Cái này là chầm ổng 3 này. Bảo vệ khỏi lửa. Ồ, nó chưa reset nữa. Ok, chắc mình enchant cái quần chầm ổng nha. Đấy, boom. Hy vọng có bảo vệ các bạn. Ồ, sao nó không ra mấy cái dòng khác nha. Hô hấp. Ồ, cái mũ hô hấp 3 các bạn à. Vậy bảo vệ 3 luôn. Ok, vậy là mình có thể khám phá đại dương được các bạn. Ok, chắc mình phải reset một level cái đã. Ồ, mình sẽ làm cây rìu cái đã. Tại vì mình cần cây rìu các bạn. Hiệu suất 4. Ok, lấy cây rìu luôn. Hiệu suất 4 trong hổng 3 rồi. Bảo vệ 4 trong hổng. Ok, cái giày chắc mình sẽ enchant sau nha các bạn. Rồi, giờ mặc nguyên set đồ vô. Wow. Rồi. Ok, như vậy mình xin dừng tập này tại đây các bạn. Và các bạn đừng quên đặt ra những cái yêu cầu hay thử thách gì ở dưới phần comment đây. Nếu Lập thấy hay, Lập sẽ thực hiện thử thách của các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.